Em Trâm xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay thì em Trâm quay và giới thiệu toàn bộ bãi xe của bên em, giới thiệu tới tất cả các bác, biết về những cái mẫu xe bên em hiện tại đang có nhá. Đợt này bên em về rất là nhiều xe, rất là nhiều xe chưa kịp đăng và chưa kịp quay riêng. Thì video này em sẽ làm tập trung nhá. Em sẽ làm toàn bộ vào một cái video này để tới các bác như mình biết về những cái mẫu xe bên em đang có. Em quay sơ qua cái phần bãi xe của bên em. Đợt này về rất là nhiều nhá. Bác nào mà đang có nhu cầu mua ô tô cũ với tầm tiền từ 100 triệu trên dưới 100 triệu cho tới trên dưới 400-500 triệu thì mời các bác qua cửa hàng bên em nhé. Có địa chỉ tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đấy, đến đây thì rất là nhiều xe để các bác nhà mình đến xem và lựa chọn, rất nhiều luôn nhé. Đây, em quay tổng quan cái khu vực bãi xe bên em, rất là nhiều luôn này. Và còn rất là nhiều mẫu nữa hiện tại đang cho đi dọn dẹp, tầm khoảng 20 chiếc nữa nhé. Đấy, có một số chiếc đã cọc rồi thì bên em cũng đã cho để gọn một chỗ. Đấy, bác nào mà xem video này của em mà không thấy xe của mình thì các bác yên tâm rằng là xe của các bác em đã cho gọn rồi nhá. Cho gọn rồi và đang cho đi rút hồ sơ. Đang cho rút hồ sơ cho các bác để các bác khi hồ sơ xong thì bên em sẽ báo cho các bác để các bác nhà mình đến đấy. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay lần lượt, không biết là quay từ vị trí nào để tôi các bác nhà mình biết về những cái mẫu xe bên em nhỉ. Đây, em sẽ đứng từ giữa bãi đi. Rất là nhiều xe nhá các bác nhá. Đấy, và rất là nhiều các hãng nổi tiếng ở trên thế giới. Đây các bác xem này, rất là nhiều luôn. Vì trời mưa cho nên là đợt mấy hôm vừa rồi đấy, trời mưa em không quay được, cho nên là hôm nay ngớt ngớt một chút em quay để các bác biết được cái mẫu xe bên em đang có. Cũng nhiều bác thì lại bảo là bây giờ nhà Trâm bây giờ đang có những cái mẫu xe nào, đúng không ạ? Không biết được là nhà đang có mẫu xe nào để đến mua nữa, đến xem nữa, đúng không ạ? Thì hôm nay video này thì em sẽ làm tập trung tất cả và báo giá chi tiết nhé. Báo giá chi tiết và cũng cho thông tin chi tiết từng chiếc một để các bác nhà mình biết và tham khảo về những chiếc xe bên em bán. Đấy, bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn nhé. Đấy, có chiếc Maclot này mới về này. Chiếc này đang cho vệ sinh nhé. Đấy, rất là nhiều cái mẫu xe mới về, mới cập nhật tại bãi bên em. Thì các bác thấy xem hết video của em thì sẽ biết được hết những chiếc xe bên em đang có và đang đang được bán nhá. Đấy, Maclot số tự động đời 2004. Và chiếc này thì bên em bán giá hợp lý thôi, với cái giá là 115 triệu chiếc xe này thôi nhá. Đấy, đang đánh vệ sinh nội thất này, để nội thất bên trong đây. Đất màu vàng kem, xe được trang bị 3 màn hình luôn. Đấy, 3 màn hình luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, đây là nội thất bên trong, quay sơ qua vậy thôi. Còn bác nào mà muốn biết chi tiết về cái chiếc xe nào của bên em, muốn xem hình và muốn biết thông tin chi tiết về cái chiếc xe nào của bên em thì các bác hãy kết nối Zalo theo số điện thoại này nhá. Em đọc luôn nhá. Là số 0938586307 nhá. 8586307, các bác hãy kết nối Zalo và gọi điện cho bên em theo số đó. Còn bác nào mà chưa lưu số điện thoại của em vào thì các bác hãy lưu số vào nhá. Đấy, đó là số điện thoại hotline của bên em. Và đây có chiếc này cũng mới về này. Em sẽ kể tên một vài cái mẫu xe mới về trước nhé. Đấy, thì đây, chiếc này là chiếc Toyota Jay. Jay bên em về mới về 2 chiếc liền luôn nhé. Với cái giá tiền của chiếc xe này là em đang bán là 155 triệu, đời 2005 luôn. Chiếc này đời 2005 nhé. Toyota Jay thì các bác biết rồi là nó động cơ của nó là 1.8, đúng không ạ? Xe 7 chỗ ngồi, động cơ 1.8 và chiếc này nó là bản DX nhá. Bản DX và cũng đã được nâng đồ rồi. Đấy, một dàn lốp dày. Và đăng kiểm của đến tháng 7 năm 2020 luôn. Chiếc xe có lốp sơn màu trắng và nội thất của xe đây. Các bác xem này, nội thất rất là đẹp nhá. Nội thất lý nguyên bản theo xe luôn. Đấy, nội thất lý nguyên bản theo xe nhá. Em quay sơ qua để các bác biết về cái chiếc xe này. Quay sơ qua phần nội thất. Đấy các bác xem này, đẹp không ạ? Đấy, quá đẹp luôn đúng không ạ? Gương kính hoàn toàn chỉnh điện nhá, màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, và giá của chiếc xe này thì bên em đang bán là 155 triệu nhá.
155 triệu chiếc xe này. Dòng xe dây rất là lồi lồng cối đá và rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu. Nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng rơi tầm khoảng 8 lít trên 100 km thôi. Máy có 1.8 mà, đúng không ạ? Tiện em quay luôn chiếc này nhá. Chiếc này là Kia Carren. Kia Carren các bác nhá. Kia Carren sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2010, số sàn máy 2.0, có cửa lock, có phanh ABS và có tư khí luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán với cái giá là 200 thôi, em để cho các bác là giá 225 triệu chiếc xe này thôi nhá. 225 triệu chiếc xe Kia Carren này. Xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đăng kiểm của đến tháng 8 năm 2020. Còn dài đúng không ạ? Và bên cạnh đây thì là một chiếc xe Spark. Chiếc Spark này với giá là hơn 90 triệu thôi nhá. Đời 2010, xe cũng rất là đẹp luôn. Và em cũng xin trao đổi với các bác một chút là như này là bên em bán xe thì các loại nhá, từ những dòng xe vài chục triệu cho đến những dòng vài trăm triệu. Và đặc biệt là bên em bán là xe không có lỗi, cho nên là các bác nào mà bác nào mà đang có những nhu cầu mua dòng xe ô tô cũ thì mời các bác qua bên em nhé. Xe thì đảm bảo chất lượng cho các bác và giá thành thì rất là hợp lý. Và giá thì em đưa lên đây thì vẫn có sự lọc lá thêm, vẫn có bớt thêm và cũng có thương lượng thêm để tới các bác nhà mình nhé. Chiếc này với giá là hơn 90 triệu, đời 2010, số sàn, máy chỉ có 0.8 thôi. Chevrolet Spark, xe 5 chỗ ngồi nhá. Dòng này thì chỉ có 5 lít trên 100 km thôi. Các bác biết là dòng này là dòng rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Và đây là chiếc xe Toyota Corolla. Corolla này thì bên em đang bán với giá là có vài chục triệu đây này. Đang bán với giá là 85 triệu. 85 triệu chiếc xe Toyota Corolla này nhá. Máy 2.0, phun xăng điện tử rồi. Xe rất là chất luôn, chạy rất là ngon nhá. Xe này chạy rất là ngon. Dòng Corolla các bác biết là dòng này nhập khẩu nhá. Đa răng đúc các thứ là đầy đủ hết rồi. Đây là phần đuôi của xe này. Cái dòng xe này nó rất là lành và rất là bền. Và máy phun xăng điện tử rồi thì nó cũng tiết kiệm nhiên liệu thôi các bác nhá. Đấy, và chiếc này thì với giá là 85 triệu đồng. Đời của chiếc này cũng hơi thấp thôi, đời 9 mấy thôi. Đời 1993 thôi các bác nhá. Đấy, và em sẽ giới thiệu sang một chiếc xe khác. Đây thì có 3 chiếc xe này cũng mới về luôn này. Rất là nhiều nhá. Số lượng xe mới về tại bãi bên em thì nó chiếm tầm khoảng một nửa luôn. Bên em thì luôn luôn có tầm khoảng 80, 90, 90, nói chung là gần 100 chiếc xe. Luôn luôn là có tầm khoảng gần 100 chiếc xe để các bác nhà mình đến xem và lựa chọn. Thì trong đó thì cái đợt thời gian mấy ngày gần đây thì bên em cũng mới về vài chục chiếc liền nhá. Vài chục chiếc xe mới về mà chưa đăng lên được. Vì lý do là các bác biết là về cũng chia sẻ đúng không ạ? Là trời cũng là trời mưa cho nên là không đăng được. Đấy, có quay thì quay được thôi nhưng mà nó sẽ xấu. Nó sẽ xấu và các bác nhìn nó sẽ không được rõ, cho nên là em quyết định là không quay riêng một chiếc xe nào cả. Và chỉ hôm nay tạnh giáo một chút thì em quay tập trung vào một cái video này để giới thiệu tới các bác biết về những mẫu xe bên em. Còn bác nào mà có nhu cầu về chiếc xe nào thì hãy kết nối Zalo để được biết thêm nhé. Còn đây là chiếc xe Mac. Chiếc này sản xuất năm 2003, mang tên là Mac E240 nhé. Đây là chiếc xe Mac E240, biển 38 và là gốc Hà Nội. Gốc Hà Nội nhé. Bác nào Sài Gòn mua chiếc xe này cũng rất ok này. Vì là gốc Hà Nội rồi. Gốc Hà Nội với gốc Sài Gòn thì hai cái gốc đấy sẽ ưu tiên nhau đúng không ạ? Đời 2003 và máy 2.5, số tự động, xe 5 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp nhá. Đây em quay sơ qua cái phần nội thất để các bác nhìn xem này. Đây phần nội thất của xe đây nhá. Nội thất của xe này được trang bị ghế da bò màu cam đúng không ạ? Số rộng, nội thất màu kem, sơn ngoài là màu đen nhá. Ở trước này thì bên em đang chào bán với cái giá là, tôi để cho các bác giá 240 triệu. 240 triệu chiếc xe Mẹc này thôi nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua cái dòng xe Mẹc thì đây là một chiếc để cho các bác lựa chọn. Xe thì cũng cam kết đảm bảo với các bác luôn là xe không có lỗi. Và cũng cam kết với các bác luôn toàn bộ những chiếc xe bên em nhá. Toàn bộ chứ không phải là một riêng cái chiếc xe Mẹc này nhá, là không có lỗi này. Cũng đảm bảo với các bác luôn là như vậy để các bác nhà mình
ở xa đến mua xe bên em được yên tâm, đúng không ạ? Đời 2003 nhé, đăng ký lần đầu năm 2004, số tự động, máy 2.5. Em nhắc lại một chút là như vậy, là và giá bán này bên em đang bán với giá là 240 triệu. Còn trước đây xe này với giá là hơn 300 triệu đấy nhá. Các bác biết đây là chiếc nào không ạ? Chiếc này là chiếc Mercedes các bác nhá. Dòng xe Mercedes, nhưng mà đây nó là Mercedes S, hãng cái dòng cao cấp nhất của dòng xe Mercedes, đúng không ạ? Đây em quay sơ qua cái phần hình thức bên ngoài để các bác mình xem nhá. Mercedes S350 nhá. Mercedes S350 và Mercedes S320 và Mercedes S500 thì nó sẽ giống hệt nhau, chỉ khác nhau có một cái duy nhất là cái máy thôi. Những dòng Mercedes S500 thì máy là 5 chấm. Còn Mercedes S320 thì nó là 3.2 nhá. Nhà em bên em thì đang có 3 chiếc Mercedes S như thế này, giống hệt nhau luôn, chỉ khác nhau là đời thôi nhá. Giá tiền thì nó cũng không chênh nhau đáng kể đâu. Và chiếc mẹt này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu. Chiếc này đại chất luôn các bác nhá. Đây các bác xem này, form dáng của xe rất là đẹp luôn. Những chiếc dòng xe mẹt S này thì các bác biết rồi, ngày xưa thì nó sẽ là vài tỷ đồng đúng không ạ? Bây giờ thì qua 5 tháng sử dụng thì cái chiếc này thì bây giờ nó chỉ còn hơn 300 triệu thôi nhá. Bên em đang có 3 chiếc nhá. Chiếc cao nhất là đời 2005, đăng ký là đầu năm 2008. Và chiếc này là đời 2002, đăng ký lần đầu năm 2006 nhá. Số tự động máy chỉ có 3 chấm, máy chỉ 3.2 thôi. Cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và đây là nội thất bên trong của xe đây. Quay sơ qua để các bác cho mình xem nội thất bên trong xe nhá. Nội thất cực kỳ là sang trọng và rất là nhiều tiện nghi an toàn, rất là nhiều option. Nội thất bên trong đây nhá. Có cả cửa lốc luôn. Đấy, 3 chiếc của em giống hệt nhau luôn nhá. Đang có 3 chiếc, các bác lưu ý một chút này, bên em đang có 3 chiếc Mercedes như thế này nhá. Đang có 3 chiếc Mercedes S320 và 350 nhé. Đây là chiếc này là đời 2002, còn một chiếc 2001 nữa. 2001 thì đăng ký là đầu năm 2002, và 2002 thì đăng ký là đầu năm 2006, và 2005 thì đăng ký là đầu năm 2008. Tí em sẽ quay mấy chiếc kia để các bác nhà mình biết thêm nhé. Xe đảm bảo bác luôn là xe không có lỗi và mua về sử dụng ngay, mọi chức năng hoạt động tốt. Chiếc này thì bên em đang bán với giá là 330 triệu. Bác nào có nhu cầu về chiếc xe này thì cứ alo trực tiếp cho bên em để được biết thêm thông tin về xe cũng như là về giá cả nhé. Giá vẫn có sự thương lượng thêm. Và cái chiếc đời 2001 đăng ký 2002 kia thì giá nó sẽ rẻ hơn nhé, chỉ tầm khoảng 300 thôi. Còn một chiếc đời 2005 kia thì giá nó cao hơn, với cái giá là 360 triệu đồng. Bây giờ chuyển sang cái chiếc Elantra này. Chiếc này mới về trong ngày hôm nay luôn nhá. Cabo em chưa đóng hết xuống vì vừa là mở nên để kiểm tra mấy thứ. Chiếc này đời 2009, số sàn, động cơ 1.6 thôi nhá. Đăng ký biển Hà Nội. Chiếc này đăng ký biển Hà Nội. Và chiếc này thì với cái form dáng cũng rất là đẹp, giống như là những chiếc xe Avante vậy đúng không ạ? Một chiếc xe Elantra có cái dáng dốc rất là đẹp và đời cũng rất là cao. Và chiếc xe này thì giá tiền nó cũng rất là hấp dẫn nhá. Chưa tới 200 triệu đồng. Chưa tới 200 triệu đồng cho chiếc xe Elantra này. Em quay qua cái phần bên ngoài để các bác nhà mình xem một chút. Cánh cửa cũng chưa đóng hết nhá. Em sẽ quay những chiếc xe ngoài đường trước. Những chiếc xe ngoài đường trước, và một lát nữa thì em sẽ quay vào bên trong cái khu bãi kia nhá. Và đây nữa này các bác này, rất là nhiều luôn, dọc đường này luôn này. Đấy, và bây giờ thì em sẽ tả lốt chiếc Elantra này để các bác nhà mình biết nhé. Sản xuất năm 2009, số sàn, máy 1.6 thôi, xe nhập khẩu. Và giá tiền bên em đang bán với giá là 190 triệu đồng. Đấy, xe mới về chưa kịp rửa dọn vệ sinh đi. Đúng không ạ? Để em quay sơ qua phần nội thất bên trong nhé. Đấy, nội thất bên trong của xe đây. Đấy, xe thì bên em sẽ lắp thêm cái màn hình vào cho nó đẹp. Và cái dòng này thì nó kính điện, nó là 4 cánh nhá. 4 cánh là bằng kính điện. Nó không giống như cái đời 2008. 2008 thì kính sau sẽ là quay tay. Còn trước này đời 2009 thì đã được lên 4 kính điện rồi. Lên 4 kính điện rồi nhá.
rất là nhiều, còn rất là nhiều những cái mẫu xe khác. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu lần lượt để các bác nhà mình biết nhé. Đây bên cạnh thì có một chiếc xe Hyundai Verna. Chiếc này 2008 số sàn, máy chỉ có 1.3 thôi nhá. Chiếc này cũng mới về xong, cũng là một chiếc xe nhập khẩu, dòng sedan 2 đầu. Và chiếc này bên em đang chào bán với cái giá là vâng. Đấy. Đây chiếc chiếc này bên em đang bán với cái giá là 100 tôi để các bác tầm khoảng 170 triệu nhá. Chiếc này mới về nhá các bác nhá, đời 2008, số sàn, máy chỉ 1.3 thôi. Dòng này siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Giá vẫn có thương lượng nhá. Chiếc này thì bên em mới đổi được của một anh ở gần khu vực bên em. Đấy, mới đổi xong. Nên là giá nó cũng gọi là tương đối, cho nên nó cũng vừa vừa. Bây giờ thì em sẽ báo giá những cái chiếc xe ở cái khu vực này trước đi. Đúng không ạ? Chiếc này cũng mới về này, còn chưa kịp vệ sinh này. Vừa mưa quá nên là chưa dọn dẹp được. Chiếc này là CD5 nhá. CD5 thì bên em đang có hai chiếc liền. Hai chiếc CD5 liền để các mình lựa chọn. Đời 2002, một chiếc màu xanh là đời 2001, còn chiếc này đời 2002 nhá. Động cơ thì rất là nhỏ thôi. Và đây là chiếc form sedan, form hatchback nhá. Thì chiếc này bên em đang chào bán với cái giá là 55 triệu đồng. 55 triệu đồng cho cái chiếc xe Kia Pride, Kia CD5 này nhá. Cái chữ Pride kia là dán thêm thôi, còn thì tên của nó là CD5 đấy ạ. 55 triệu đồng cho chiếc xe này nhá. Chạy rất là ngon luôn, máy rất là ngon, máy số rất là ngon, điều hòa mát, đăng kiểm còn. Xe về thì các bác thì vệ sinh qua và đánh đi tỉa sơn một chút, mới đánh đôi đèn này thôi này. Đánh đôi đèn này với lại tỉa sơn có một chỗ, một chỗ này nó bị xước xát một tí này. Đấy. Thì sau video này và trời nó sẽ ngớt ngớt, bên em sẽ cho đi vệ sinh luôn nhá. Để các bác mình đến xem là chỉ việc là ấy thôi. Chứ chung là mua về chỉ việc sử dụng thôi, chứ không phải làm gì nữa. Đấy, còn mấy chiếc đang ở xa xa đằng kia đúng không ạ? Ở xa xa đằng kia thì bên em đang có một chiếc ở bên đây, ở chỗ này thì có mấy chiếc xe cổ cổ ở trên kia đấy ạ. Chiếc Spectra này. Chiếc Spectra này bên em có video rồi nhá. Đây là Kia Spectra đời 2004, số sàn, máy 1.6, xe không taxi, không dịch vụ gì. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với cái giá là 100 tầm khoảng loanh quanh 100 triệu thôi. Xe chính chủ biển Hà Nội luôn, một chủ từ đầu luôn, xe vẫn là biển 4 số. Một tầm khoảng 100 triệu cho chiếc xe này nhá. Xe này thì đại chất rồi, các bác mua về điện chỉ việc đổ xăng chạy thôi, không phải làm gì nữa, và xe thì không có lỗi. Nội thất rất là tươi đẹp luôn. Và trên đây có một chiếc xe Matiz nữa này. Ở chiếc Matiz này thì bên em đang chào bán với cái giá chỉ có tầm khoảng 50 triệu thôi nhá. Đây, chiếc này chỉ có tầm khoảng 50 triệu thôi. Đây, em quay qua một vòng để các bác mình biết nhá. Em sẽ quay lần lượt tất cả những cái mẫu xe tại đang bày bán ở bãi nhà em. Có địa chỉ tại 156 Ngô Bệ, phường Tân, thành phố Hải Dương. Đây là chiếc xe Matiz của bên em nhé. Đây, Spectra này. Đây, có mấy chiếc xe ít tiền nữa kia. Đây, với giá chỉ có mấy chục triệu thôi. Đây, có cái chiếc xe Nissan màu vàng này tầm khoảng 30 triệu này. À, tầm khoảng 40 triệu nhé. Với chiếc xe Crown ở trên kia thì bên em đang chào bán với cái giá là khoảng chiếc Crown nhé. Toyota Crown nhập Nhật luôn. Máy 2.2, số sàn màu vàng, biển Hà Nội. Và bên em đang chào bán chiếc xe đó với cái giá là thôi đấy các bác, giá 65 triệu thôi. Chiếc Crown giá 65 triệu nhá. Xe chạy rất là ngon luôn, rất là đầm, rất là chắc. Còn mấy chiếc xe này là của khách nhá. Của khách người ta đang gửi ở đây, người ta để ở đường nhá, không phải xe bên em đâu. Đây, báo với ông nào đánh xe này vào đây cho ông biết được. Bây giờ thì em sẽ tiến hành quay thêm để các bác biết về những chiếc xe bên em đang có tại bãi nhé. Bé ơi, bảo Bình đánh một xe vàng ra chỗ khác.
Đây, đây là một chiếc xe Mazda 323. Bây giờ em sẽ giới thiệu lần lượt từ cái khu vực này sâu vào trong bãi nhé, và sẽ tiến sâu vào trong thêm vào trong bãi kia nữa. Đây, Mazda 323 sản xuất năm 2002. Số sàn máy 1. Cái dòng này thì máy nó cũng nhỏ thôi nhá, chỉ có máy 1.6 thôi. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với cái giá là 125 triệu. Giá vẫn có bớt thêm cho các bác khi các bác định nhà mình đến xem xe và thiện chí nhiệt tình. Đấy, 125 triệu nhá. Số sàn máy 1.6. Đấy, xe đang còn chạy rất là ngon luôn. Và bên cạnh đây thì là một chiếc xe Toyota, Toyota Innova nhá. Chiếc Toyota Innova này sản xuất năm 2006, số sàn động cơ là 2.0, như dòng Innova này các bác biết rồi, máy 2.0 đúng không ạ? Bản G xịn nhá, bản G xịn không taxi và xe là không dịch vụ. Không taxi, không dịch vụ nhá. Xe đăng ký là 8 chỗ ngồi, biển 99, tư nhân chính chủ luôn. Rút hồ sơ sang tên nhanh gọn, và giá tiền thì bên em đang chào bán với cái giá là 255 triệu, giá vẫn có lồng má thêm thì các bác nhá. Đấy, 255 triệu đồng. Rồi bây giờ thì sẽ đến thêm hai chiếc xe nữa đang để ở bên đường đây. Đấy, đây là chiếc xe Lubiza nhá. Bên em đang cho đi đánh đèn, đang cho tháo đèn đi đánh. Sơn xi thì bên em cũng mới tỉa tót lại rồi. Xe rất sạch sẽ và máy rất là ngon. Máy số rất là ngon, chạy ngon lắm đấy ạ. Chiếc xe này tuy ít tiền nhưng mà chạy ngon lắm. Chiếc này thì đời 2002, số sàn động cơ là 1.6 nhá. Đấy, một chiếc xe màu đen. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là tầm khoảng 70 triệu đồng. Tầm khoảng 70 triệu đồng nhá cho cái chiếc xe Lubiza này. Đấy, chiếc này còn rất là cứng luôn, máy số ngon lắm. Đấy, đèn trước đèn sau thì bên em đang cho đi đánh vệ sinh rồi. Đấy, bác nào quan tâm thì sẽ gửi cho bác qua Zalo nhé. Đấy rồi, ok. Thêm một chiếc nữa. Đấy, chiếc này thì em đang mở capo ra chưa đậy hết xuống nhé. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe Isuzu Highlander máy dầu 7 chỗ thì bên em mới có một chiếc này. Đấy, chiếc này là đời 2003. Số sàn máy dầu nhá. Số sàn máy dầu. Xe là 7 chỗ ngồi. Đấy, chiếc này thì bên em đang chào bán với cái giá là 160 triệu thôi nhá. 160 triệu, nội thất rất là đẹp luôn. Máy ngon, nội thất đẹp, lốp nắp dày. Em sẽ có một cái video riêng về chiếc xe này nhá, vì mới về cho nên là chưa có video riêng về chiếc xe này. Đây, nội thất đây, các bác xem này. Nội thất rất là sạch đẹp luôn. Em quay sơ qua một chút. Đấy, nội thất rất là sạch sẽ nhá, rất là sạch sẽ luôn. Và với cái giá là chỉ có 160 triệu đồng thôi. Và bây giờ thì em sẽ quay các bác xem và báo cho bác biết số thông tin chiếc xe tại đang ở trên bãi đây. Đây là chiếc xe Toyota, Mitsu nhá. Đây là Mitsu Mitsui Jolly. Chiếc này sản xuất đầu 2004. Đầu 2004 thì cái form đèn của nó vẫn là cái đèn này, vẫn là đèn vuông. Đấy, từ giữa năm 2004 thì nó mới là đèn mắt xích các bác nhé. Đây, em quay các bác xem về cái hình thức bên ngoài của chiếc xe này. Đây là chiếc xe bản đủ máy turbo rồi nhá, máy phun xăng điện tử rồi nhá, máy 2.0 phun xăng điện tử rồi. Biển 19 màu bạc, và chiếc này là đăng ký là 8 chỗ ngồi. Chiếc xe còn rất là cứng cáp nhá, giá tiền thì cũng rất là hấp dẫn thôi, chỉ hơn 100 triệu một chút thôi. Bên em đang bán chiếc xe này với giá là 130 triệu đồng nhá. 130 triệu đồng cho cái chiếc xe Mitsubishi Jolly 2004 này. Đấy, bác nào mà thiện chí đến xem thì vẫn có lộc lá thêm nhá. Và toàn bộ những chiếc xe bên em bán thì các bác yên tâm là đều giấy tờ đầy đủ và đăng kiểm vẫn còn. Nếu đăng kiểm mà chiếc xe nào bị hết ấy thì bên em sẽ cho người đi đăng kiểm luôn, cho nên các bác nhà mình không lo về vấn đề là đăng kiểm hay là vấn đề giấy tờ nhá. Giấy tờ thì tất nhiên là phải đầy đủ rồi đúng không ạ? Giấy tờ đầy đủ và sang tên thì nhanh gọn thôi, đảm bảo cho các bác về những vấn đề là pháp lý. Và đây là chiếc xe Hai Ma 3 nhá.
233 số tự động đời 2011. Xe dòng sedan 2 đầu. Và giá của chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 165 triệu. 165 triệu cho cái chiếc xe cho cái chiếc xe 233 này nhá. Đấy, động cơ của chiếc xe này là máy 1.6 máy Mazda đấy ạ. Dòng 2 ma thì thường thường nó hay lắm. Tất cả những dòng xe mắt 2 ma đấy ạ thì nó đều là lắp máy của cái hãng Mazda. Đấy. Cái hãng 2 ma này nó liên danh với lại hãng Mazda mà, cho nên là nó lấy luôn cái cục máy của cái dòng xe Mazda sang nhá. Đây, chiếc này thì có người đặt cọc rồi này. Đấy, chiếc đặt cọc rồi thì em sẽ không thông báo nữa nhá. Và chiếc bên cạnh này thì em cũng đã báo giá và cho thông tin rồi đúng không ạ? Chiếc này cũng đã có thông tin và đã có giá rồi. Đây, và một chiếc tiếp theo. Chiếc tiếp theo đây là một chiếc xe Starterman. Chiếc này thì bên em đang bán với giá là 260 triệu nhá. Đấy, 260 triệu cho chiếc xe Daihatsu Starterman này, nhập khẩu nguyên chiếc từ Australia về luôn. Số tự động máy của chiếc xe này thì nó hơi 4 chấm cơ. Đấy, xe rất là dài rộng. Và giá tiền bên em đang chào bán với cái giá là 260 triệu đồng. Và chiếc này cũng mới về này. Vừa nãy em quên chưa giới thiệu. Chiếc này mới về luôn nhá. Chiếc này là chiếc xe Mondeo. Đấy, Ford Mondeo. Sản xuất năm 2003, số tự động, bản đủ máy 2.5. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với cái giá là 140 mấy triệu đồng nhá. Đấy, 145 triệu đồng cho chiếc xe Ford Mondeo này. Đấy, số tự động, một chiếc xe bản đủ. Đấy, giá thì vẫn có lộc lát thêm. Và bên cạnh đây thì là một chiếc xe cũng là Jolly nhá. Mitsubishi Jolly, sản xuất năm 2004. Số sàn 7 chỗ. Máy 2.0, máy turbo này nhá. Và chiếc xe này nó là mắt xách rồi. Ở cuối 2004 thì cái đèn của xe đã được thay đổi là thành mắt xách đúng không ạ? Xe đẹp và không taxi, không dịch vụ nhá. Và chiếc này thì bên em đang bán với cái giá là 145 triệu đồng. Nó cao hơn chiếc kia là 15 triệu đồng nhá. Cao hơn chiếc kia 15 triệu đồng, chỉ khác nhau một chút thôi, cũng cùng đời nhưng mà chênh nhau 15 triệu. Đấy, còn chiếc xe bên cạnh đây là một chiếc bán tải máy dầu. Đời 2002, đăng ký lần đầu năm 2003. Số sàn máy dầu 2 cầu, có lắp thùng nhá. Một dàn lốp dày. Và đăng kiểm thì vẫn còn. Chiếc xe này bên em đang bán với cái giá là 115 triệu thôi. 115 triệu chiếc xe này thôi nhá. Để đây thì nó hơi khuất, em không thể quay hết được, thì các bác thông cảm nhá. Chiếc này tí người ta lấy giờ rồi. Chiếc này tôi thích quay đã. Đợi tí. Chiếc này thì vừa mới đánh sang, vừa mới đánh về đây. Thế cái vị trí này em đã quay gọi là tương đối rồi đúng không ạ? Còn thêm một chiếc nhá, thêm một chiếc mới về nữa, mới về tại bãi mà chưa có video riêng luôn. Đây là chiếc xe Toyota Jay, sản xuất năm 2005, số sàn, động cơ 1.8. Xe không taxi và không dịch vụ. Chiếc này đăng ký tên tư nhân chính chủ luôn nhá. Em cũng mới nhập về được xong và vừa cũng mới rửa về xong. Xe đại chất luôn, máy số là còn zin. Máy số còn zin các bác nhá. Chiếc này máy số zin nguyên luôn, biển số rất là đẹp. Một chiếc xe 8 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản đúng không ạ? Toyota Jay. Đây là cái hình thức bên ngoài của chiếc xe. Thì em sẽ quay các bác xem sơ qua cái phần hình thức bên trong nội thất nhá. Quay sơ qua để các bác nhà mình biết. Xe cực chất luôn. Đây các bác xem này. Đấy, xe cực chất luôn nhá. Toyota Jay bản GL. Bên em thì đang có mấy chiếc đèn. Có hai chiếc thì chiếc màu trắng ở kia các bác xem nhỉ. Đây là chiếc DX bản thiếu. Và chiếc này là bản đủ nhá. Chiếc này thì bên em đang bán với giá là 210 triệu đồng. Đấy, nội thất rất là sạch đẹp, máy móc ngon, máy số là còn nguyên zin nhá. Chưa hề bỏ trên chiếc xe này. Chưa động chạm con ốc vít bu lông nào ở trên chiếc xe này nhá. Cũng tương đối ở khu vực này rồi đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ tiếp theo giới thiệu tới các bác về những chiếc khác. Về những chiếc khác nhá. Đây là chiếc Kia Morning 2005, số sàn, nhập khẩu nhá. 2005, đăng ký lần đầu năm 2008. Xe có biển số cũng rất đẹp và bên em đang bán được giá là 120 triệu đồng cho cái chiếc xe Kia Morning này.
120 triệu đồng cho chiếc xe này nhá. Và thêm một chiếc nữa, chiếc Innova bản Z, bản Z lông kịch nhá, hai giặt lạnh luôn. Đấy, gương kính hoàn toàn chỉnh điện, màn hình cam lùi đầy đủ hết, xe 8 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá là 225 triệu đồng. Đấy, lông kịch rồi nhá. Biển 92, bao hồ sơ cho các bác luôn. Đấy, chiếc đây là 2008. Form mới rồi, đúng không ạ? Và đây thêm một chiếc xe Vios nữa, Vios này đời 2007 nhá. Bên em đang có hai chiếc. Chiếc này thì có qua dịch vụ một chút thôi. Còn em có một chiếc màu trắng nữa là chưa qua dịch vụ. Chiếc này thì bên em đang bán với giá là 155 triệu đồng cho chiếc xe Vios đời 2007, số sàn động cơ 1.5 này. Đấy. Xe này là bản thiếu nhưng cũng đã được lâm đủ rồi nhá. Chiếc này là thiếu na răng. Và đây một chiếc nữa này. Em báo giá các bác biết về một số chiếc xe đang ngoài đường nhá. Đây là chiếc xe Kia CD5. Chiếc này 2001, số sàn. Và động cơ thì rất là nhỏ, động cơ cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn nhá. Chỉ có dòng này thì đi chỉ tầm khoảng mất tầm khoảng 5 lít xăng thôi. 5 lít xăng trên 100 km thôi nhá. Máy rất là ngon, máy số rất là ngon và chạy rất là ngon. Dòng này thì các bác biết là rất là lành. Rất là lành và rất là tiết kiệm. Đấy, xước sát sơn thì bên em cũng chưa cho đi vệ sinh, chưa cho đi tỉa tót này nhá. Các bác yên tâm là đăng kiểm vừa mới khám xong, lốp dày, điều hòa mát, mọi chức năng hoạt động tốt nhá. Chỉ về các bác nếu mà chiếc CD5 kia thì về chỉ việc đi tỉa sơn một chút thôi, tỉa sơn một chút thôi nhá, chứ không phải làm gì nữa. Bên em đang bán với giá là 50 triệu đồng, 50 triệu nhá. Và đây là một chiếc xe Vios 2007, không taxi, không dịch vụ. Máy 1.5. Các bác biết là dòng Vios này đều máy 1.5 đúng không ạ? Xe này không taxi và không dịch vụ nhá. Cam kết đảm bảo các bác luôn. Và máy thậm chí còn là chưa hạ máy cơ. Xe đại chất luôn nhá. Và với cái giá là 170 triệu đồng cho chiếc xe này. Và một chiếc xe bên cạnh. Chiếc xe bên cạnh là chiếc xe Toyota Corolla 2002. Máy chỉ có 1.3 thôi nhá. Và chiếc này thì cũng cam kết đảm bảo bác luôn là xe không taxi và không dịch vụ. Với giá tiền thì cũng bằng chiếc Vios là 170 triệu đồng. Hai chiếc này thì đã có video riêng rồi nhá. Em thông báo các bác biết là hai chiếc này đã có video riêng và đã có hình ảnh sắc nét. Các bác hãy vào trong kênh của em để được xem và vào kết nối Zalo để được biết thêm thông tin cũng như là hình ảnh của xe nhé. Và đây là một chiếc xe Mac F đó này. Là em cũng đã giới thiệu đúng không ạ? Bên em đang có mấy chiếc xe Mac F, là 3 chiếc đúng không ạ? Đang có 3 chiếc, cánh cửa em chưa đóng hết nhá. Đây Mac F 350. Cái dòng Mac F 350 với Mac F 500, Mac F 320 thì nó là form dáng nó giống hệt nhau, không khác gì nhau cả đúng không ạ? Không khác gì nhau hết. Đấy, và chiếc này thì bên em đang bán với cái giá là 360 triệu đồng. Vì chiếc này đời cao nhá. Chiếc này đời cao nên là giá nó sẽ cao hơn so với lại hai chiếc còn lại. Hai chiếc còn lại là đời 2001 và 2002 với giá bán là tầm khoảng 300 và hơn 300 một tí. Còn đây là chiếc này em đang bán vẫn với giá là 360 triệu đồng nhá. Mấy chiếc kia thì bên em đang bán là 330 và 300. 300 và 330 và 360 triệu đồng cho từng chiếc nhá. Chiếc này đời 2005. Đăng ký đầu năm 2008, số tự động. Động cơ chỉ có 3.2 thôi. Đấy, động cơ chỉ có một 3.2 nhá. Đấy, nội thất của chiếc xe này là màu vàng. Màu vàng kem. Đấy, các bác xem đây, đây có cả clock luôn này. Nội thất rất là sang trọng nhá. Ghế da zin nguyên bản và mở cửa ra thì vẫn ngửi thấy mùi thơm luôn. Và đây bên em đang có một chiếc xe Kia Carens này nhá. Chiếc này mới về xong. Chiếc này em mới đổi xe được cho một cái người ở gần khu vực em. Chiếc này thì đời 2011 11 nhá. Chiếc này đời 2011, số tự động. Động cơ 2.0. Và chiếc xe này là 7 chỗ ngồi. Các bác biết là dòng này là 7 chỗ ngồi đúng không ạ? Bên em đang bán với giá là 325 triệu đồng cho chiếc xe Kia Carens này nhá, 2011. Xe đại chất luôn, máy số còn nguyên zin. Và thêm một chiếc nữa cũng mới về luôn này. Chưa có video nhá. Đấy, chiếc mới về thì bên em là sẽ chưa có video. Chỉ có qua một số cái hình ảnh thôi. Và em quay sơ qua đây. Bác nào mà đang quan tâm đến mẫu nào thì
bác nào đang quan tâm đến cái mẫu mới về đấy thì sẽ các bác kết nối Zalo, bên em sẽ gửi hình cho bác xem chi tiết nhá. Ở trước này thì bên em đang bán với cái giá là 340 triệu đồng, đời 2013, mang tên là Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze 2013 nhá. 340 triệu đồng cho cái chiếc xe Chevrolet Cruze này. Biển 34, tên tư nhân chính chủ luôn. Và chiếc này thì bên em đã nhận cọc rồi nhá. Nhận cọc của một anh trong khu vực miền Trung. Ngoài chiếc này thì bên em đang có một chiếc xe cũng còn hai chiếc nữa nhá. Một chiếc nữa thì mai sẽ về. Đấy. Một chiếc nữa cũng gần giống với chiếc này, và một chiếc nữa thì giống hệt chiếc này luôn, nó chỉ khác nhau màu thôi. Có một, bên em đang có một chiếc đang có hai chiếc BMW nhá. Các bác lưu ý một chút là bên em còn hai chiếc xe BMW kiểu như thế này nữa. Đời 2013. Số tự động máy 2.0 màu vàng cát đấy ạ. Màu vàng cát thì chiếc BMW 318 đó thì bên em đang bán với giá là khoảng 200 triệu đồng. Và một chiếc xe BMW nữa là một chiếc xe BMW 520 máy 2.4 số tự động màu đỏ nhá. Đấy, một chiếc xe khá đặc biệt là màu đỏ. Chiếc đó thì bên em đang bán với giá là 180 triệu đồng. 180 triệu đồng nhá. À, chưa mới về thì các bác cũng chỉ tỉa tỉa ông sơn một chút thôi, mai sẽ về. Còn nếu mà thực ra nếu mà em bên em tỉa sơn mới dọn thêm một chút nữa thì có thể là giá nó cũng lên thêm một chút. Đấy rồi, ok, bây giờ em sẽ thông báo các bác xem và biết mấy cái mẫu xe hiện tại ở trong bãi đây nhá. Đấy, còn rất là nhiều nữa này. Rất nhiều luôn. Và hiện tại thì cũng có khoảng gần 20 chiếc nữa đang cho đi vệ sinh, đang cho đi tỉa sơn. Bây giờ em giới thiệu các bác biết và xem cái chiếc xe Honda Civic này. Chiếc Honda Civic này đời 2008, số tự động máy 1.8 nhá. Đấy, xe đại chất luôn. Để thì hơi bẩn một chút thôi, đúng không ạ, trời mưa mà. Đấy, chiếc này đại chất nhá, máy số nguyên zin. Và keo chỉ cũng là nguyên zin, sơn zin còn đến tầm khoảng 85% luôn. Và nội thất của xe cũng là zin nguyên bản. Nội thất như là ghế này, ghế vẫn là ghế da zin nhá. Tất cả trong nội thất là chưa hề làm lại chỗ nào cả. Đấy, và chiếc này thì bên em đang bán với giá là 315 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe đẹp cho nên là giá nó tầm là như vậy. Còn thì những chiếc xe mà nó còn nó ở mức độ bình thường đấy thì bên em bán thì chưa tới 300 triệu luôn. Và bên cạnh một chiếc nữa là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2011, số sàn máy 1.5. Chiếc xe này là bản lâng nhá. Đây, bản nâng đủ kịch đồ rồi. Và chiếc này thì bên em đang bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho chiếc xe Vios 2011 này nhá. Bản nâng đủ kịch đồ luôn. Và trong đây thì đều có một chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2014, số sàn động cơ 1.4. Xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và chiếc xe này thì chạy rất là ít. Chạy rất là ít nhá. Đã có video của chiếc xe này rồi và có hình ảnh rồi. Xe này chạy rất là ít luôn, chỉ chạy có tầm khoảng gần 10 vạn đồng, gần 10 vạn thôi. Em nhớ không nhầm là tầm khoảng 8 vạn mấy đấy ạ. Chạy rất là ít luôn, xe nội thất thì như mới và máy móc là còn zin nhá. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 360 triệu đồng. Đấy, giá vẫn có lộc lá thêm, có bớt thêm cho các bác. Và em sẽ báo giá tiếp theo những chiếc xe còn lại. Đây là một chiếc xe, đây ạ. Đây là một chiếc xe Lagon U7 nhá. 7 chỗ ngồi, sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu năm 2011. Số tự động máy xăng 2.2. Xe rất là an toàn và tiện nghi, rất là hiện đại luôn. Xe nhập khẩu Đài Loan nhá. Thân vỏ rất đẹp. Và chiếc này thì ngày xưa lúc mới sản xuất ra, xuất xưởng ra đấy ạ, thì nó cũng rất là cao tiền. Theo em được biết thì chiếc xe này nó có giá là 1 tỷ rưỡi cơ. Nhưng mà sau 5 tháng sử dụng thì bên em nhập được chiếc xe này về với cái giá là rất là hợp lý nhá. Bán được bác giá nó hơn 300 triệu một chút thôi. Hơn 300 triệu tí thôi. Và bên cạnh chiếc mẹc này bên em đang cho làm lại giấy tờ. Có nghĩa đang rút hồ sơ đấy ạ. Rút hồ sơ về mới bán nhá, mới giao bán nhá. Đấy, chiếc này bên em đang bán với giá là 260 triệu đồng. Mẹc ML320. Đấy, máy 3.0, số tự động, có clock luôn. Và xe thì rất là đẹp, gầm cao. Đấy, 260 triệu đồng thôi nhá. Đấy, rút hồ sơ xong thì mời các bác đến xem và cứ thế là lấy xe về là nhập tên thôi. Và các bác cứ đến xem xe luôn cũng được nhá. Đến xem xe luôn, khi xong hồ sơ thì sẽ gửi cho các bác để các bác nhập tên.
Và đây là chiếc xe Toyota Camry sản xuất năm 2003, số tự động, máy 3.0. Form dáng rất là đẹp luôn. Và chiếc này cũng rất là chất nhá. Xe không lỗi và giá bên em đang bán là 265 triệu đồng. Đây là một chiếc xe Mitsubishi Grandis 2005, đăng ký là đầu năm 2007, số tự động, máy xăng 2.4. Xe 7 chỗ nhá. Và chiếc này thì bên em đang bán với cái giá là 200, tôi để cho các bác là giá 260 triệu đồng thôi. Đấy, đợt trước thì em cũng bán đấy, nhưng bây giờ giảm cho các bác thêm một chút, 260 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe Lacetti nữa. Lacetti 2010, số sàn, máy 1.6 nhá. Xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với cái giá là 200, thôi để cho các bác giá là 240 triệu đồng cho chiếc xe Lacetti số sàn này nhá. Xe rất đẹp luôn. Và đây là một bản đặc biệt, số sàn nhưng mà na răng đúc nguyên bản luôn. Đấy, giống như một chiếc xe Cedric số tự động nhá. Đây các bác xem này, na răng đúc này là nguyên bản này. Đấy, phanh ABS na răng đúc nguyên bản luôn. Và đây các bác xem nội thất bên trong một chút này. Đấy, ghế da zin nguyên bản luôn. Đấy, và nội thất hai màu, có cửa lốc. Đấy, có cửa lốc luôn nhá. Và có đề start top luôn nhá. Đấy. Điều khiển tích hợp trên vô lăng. Đấy, nội thất bên trong đây. 240 triệu cho chiếc xe này. Và bên cạnh chiếc xe này thì là một chiếc xe Audi Q7 nhá. Chiếc xe Audi Q7 này sản xuất năm 2007, đăng ký là đầu năm 2008, số tự động, 7 chỗ ngồi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về luôn. Đấy, một chiếc xe cực kỳ là tiện nghi, an toàn, cực kỳ chất luôn. Chiếc xe này đại chất luôn nhá. Zin nguyên hết. Đấy, và chiếc này thì bên em bán với giá là tầm khoảng 500 triệu. Đấy, đã có video riêng và có hình ảnh riêng của chiếc xe này rồi. Các bác hãy vui lòng kết nối Zalo để được biết thêm thông tin chi tiết về cái chiếc xe Audi Q7 nhập từ Đức này về. Audi Q7 nhá, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn. Đấy, các bác xem này, form dáng rất đẹp, rất là hầm hố luôn. Và chiếc xe này rất là to cao, rất là rộng rãi. Chiếc này hiện tại đang đứng vị trí thứ nhất về to cao nhá. Cả bãi em thì chưa có một chiếc nào to cao bằng chiếc xe này. Kể cả như là chiếc xe Sorento 7 chỗ ngồi này. Chiếc xe Sorento 7 chỗ ngồi này không to và cao bằng chiếc xe Audi này nhá. Sorento đời 2012, số tự động, xe 7 chỗ ngồi, máy xăng 2.4. Và chiếc này thì bên em đang bán với giá là tầm khoảng xích soát 500 triệu. Cũng tầm giá với chiếc Audi này. Cũng khá là tương đối về một số chiếc xe. Hiện tại đang có bên bãi em rồi đúng không ạ? Và các bác lưu ý một chút là bên bãi bên em thì vẫn còn rất là nhiều xe nhá. Như là một số chiếc xe đang cho đi vệ sinh dọn dẹp ở các xưởng, ví dụ như là chiếc xe La Lốt này. Rồi một chiếc xe Lexus này, Lexus La Lốt thì cũng tầm giá là khoảng 60 triệu thôi. Lexus thì 115 triệu số tự động. Đấy. Và cũng có thêm mấy chiếc xe Escape nữa nhá. Một chiếc xe Escape đời 2004 nữa thì bên em cũng chỉ bán với cái giá là 135 triệu đồng cho chiếc xe Ford Escape đời 2004 form mới và có cửa lốc. Form mới nhá. Và một chiếc xe Ford Escape nữa đời 2004 màu vàng. Chiếc đấy là form cũ, form giống form 2002 này, 3 là đầu 2004 đấy ạ. Còn thì em có hiện tại thì bên em đang có hai chiếc Escape nhá. Và các bác lưu ý là bên em vẫn còn rất là nhiều, thậm chí là trong miền Nam vẫn còn 4 chiếc nữa. Trong miền Nam thì bên em đang có một vài chiếc nữa, như là chiếc Captiva 2008 màu đen, số sàn, máy 2.4, máy xăng đấy ạ. Bên em đang bán với giá là 200 để cho các bác với giá bao nhiêu được ạ? 235 triệu thôi. 235 triệu cho chiếc xe Captiva, một chiếc xe còn cực kỳ là chất luôn. Và một chiếc nữa M-Grand số tự động đời 2012 màu đen, và bên em đang bán giá tầm khoảng 200 triệu. M-Grand EC718 đấy nhá. Có rất là nhiều xe, em có thể kể tên ra đây để các bác nhà mình biết. Các bác nào mình mà đang quan tâm đến mẫu nào thì hãy vui lòng kết nối Zalo để được biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đó nhé. Và trong đó thì bên em đang có một chiếc xe Ford Mondeo nữa. Ford Mondeo sản xuất năm 2004, số tự động nhá, máy 2.4, màu đen. Đấy, và chiếc đó thì bên em đang trả bán với giá là 100 chiếc Ford Mondeo đấy thì bên em đang bán với giá là 100 bao nhiêu được ạ? 130 triệu đồng. 130 triệu đồng cho chiếc xe Ford Mondeo hiện tại đang ở trong Bình Dương nhá.
Bên em đang có hai cơ sở, thì cơ sở chính là ở ngoài Hải Dương, còn cơ sở mở thêm là ở trong Bình Dương nhé. Các bác hãy vui lòng alo trực tiếp. Em đọc lại số điện thoại nhé, số 093 85 86 307. Đấy là số hotline của bên em. Và một số nữa của chị em là số 0866 181 628 nhé. Đấy, đó là số điện thoại của bà chị gái em. Bà ấy thì chủ yếu quản lý ở trong Bình Dương, và cũng thỉnh thoảng là, nói chung là trong Bình Dương thì thỉnh thoảng mới vào thôi, chứ còn thì chủ yếu ở ngoài Hải Dương nhé. Và em có thể là kể tên thêm một số cái mẫu xe khác nữa, ví dụ như là một chiếc xe Toyota Corolla Altis máy 1.3, giống như là cái chiếc xe màu trắng này, giống như chiếc màu trắng này nhá. Và chiếc đó thì bên em đang bán với giá là 155 triệu đồng. Đấy, chiếc đó là màu đen, thì chiếc đó thì cũng có qua một ít dịch vụ rồi, bên em bán chỉ có 155 triệu đồng thôi. Đời 2003, máy 1.3, máy phun xăng điện tử rồi, đồ đạc là lâm đủ hết. Đấy, còn rất là nhiều những mẫu khác nữa thì hiện tại đang không có ở bãi, em cũng không nhớ, không thể nhớ hết được. Đấy, cho nên là sẽ có những cái video riêng về những chiếc xe mà em vừa lên kể tên nhé, và những chiếc xe hiện tại sắp về. Đấy, và một số cái mẫu xe đã có hình ảnh, đã có thông tin và đã có video riêng rồi, thì các bác hãy vui lòng kết nối Zalo và có thể là vào trong kênh của em để được biết thêm. Và video này thì em sẽ làm tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.